dây số 5, nốt đô. Ngón trỏ và ngón út không bấm gì. Ngón cái chạm nhẹ vào dây số 6, không đánh. Nhưng khi nếu mình quạt trả, có thể cộc vào dây số 6. Dây số 6 là cũng là lôn bì, nhưng mà đánh từ dây số 5 trở xuống. Nếu mình giải thì mình không cần thiết. Mình giải thì mình đánh từ ngón cái đánh dây số 5 nốt đồ, và ngón cái đánh tiếp dây số 4 nốt mi, và ngón trỏ, ngón giữa và ngón P, ngón I, ngón M, ngón A đánh vào 3 dây dưới cùng. Còn khi quạt trả thì mình chạm nhẹ vào dây trên cùng, nếu có quyền tay phải nó cũng không ra âm. Đó. Hợp âm đô bây giờ 7 chỉ bấm hai ngón. Ngón giữa và ngón áp út. Cấu tạo lên thành hợp âm major 7. Đô major 7. Đánh từ dây số 5 trở xuống. Giữa ngón số 2 bấm vào ngăn số 2 của dây số 4 nốt mi. Ngón áp út tức là ngón số 3 bấm vào ngăn số 3 của dây số 5 nốt đồ. Đồ mi đánh từ nốt đánh từ dây 5 trở xuống, không đánh dây 6. Hợp âm, đó là cấu tạo hợp âm đô major 7. Đánh đảo bát. Đồ chát chát bụp chát. Đồ chát chát bụp chát. Đồ chát chát đập chát. Đồ chát chát đập.